Đấy, với cái bài như thế này, đây là với cái bài như này, thì việc chúng ta sẽ phải làm đó là tách cái, chúng ta vẽ cái đường đường này đúng không ạ? Cũng không có gì khó. Bây giờ đầu tiên chúng ta tạo ra cái hình, vẽ cái hình tam giác này. Rồi. Tôi để nó nền trắng hay nền nền dị được tùy các bạn. Tôi vẽ xong cái hình trắng này, hình tam giác thì tôi bấm vào cái hình này, đổ màu trắng thì nó dễ nhìn. Tiếp đến là tôi add brush cho nó, tôi sổ cái bảng brush này ra, tôi kéo nó vào, tôi kéo nó vào brush này và tôi chọn add brush. Rồi cái hình này tôi cứ kệ nó vậy, thì nó có cái brush như này này, tôi bỏ đi này. Thì các bạn có để ý trên cái phần công cụ này này, nó tạo ra một số các đường nét, tạo ra một số các đường nét này đúng không ạ? Vậy thì cái đường, mấy cái đường nét này bây giờ tôi bấm vào brush này nó ra ngay này, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, giả sử chúng ta có cái hình như thế, cái hình như thế thì chúng ta được cái hình này, được cái hình nhỏ nhỏ này này. Bây giờ cái hình này tôi khóa nó lại nha. Chúng ta có thể là một lúc nào đó chúng ta không cần đấy nó, nhưng mà chúng ta biết cái phương pháp làm. Đấy, giả sử cái hình này tôi xoay nó đi một chút và tôi giảm cái phần độ này đi một tí. Đó. Quan trọng là chúng ta biết cái phương pháp làm nó làm như thế nào. Đây. Đúng không ạ? Ta xoay nó đi một tí nữa cho nó rộng rộng đấy, thì có thể nó như này rồi. Thì cái đường nét tiếp theo này, cái đường này ta cũng nhấn một điểm đây, với một điểm P này đây, ta uốn nó đi này. Cái hình này ta cũng chọn một rớt cho nó. Đó. Ta có thể lật ngược nó đi. Bạn có nhớ cái lệnh mình tắt là O đúng không ạ? O là lật đúng không ạ? Đó. Ta hoàn toàn có thể lật ngược đối tượng. Giả sử cái nét này nó cũng đang khá là to này, thì có thể cho nó nhỏ đi. Cái đường này nó to quá thì ta có thể cho nó nhỏ đi một tí nữa. Đấy, ví dụ thế ta được cái hình như trên. Cái đường này cũng thế này. Hoàn toàn ta cũng có thể sử dụng chính cái con ốc này, cái hình con ốc này này. Đó. Ta vẽ một điểm rồi đó. Ta lật đi một tí. Và ta cũng sử dụng cái brush này, bấm vào cái phần brush. Nó ta làm chúng ta phải linh động. Nhiều khi chúng ta cũng biết vẽ đấy, chúng ta có thể đổ lại thoải mái. Ngày xưa là tôi không biết cái phương pháp này, là tôi đổ lại cơ. Cái thời mà nó cái năm 2008 ngày ấy, cái mấy cái họa tiết này sang lắm, ngày đấy ở công cụ AI nó mới mạnh. Đó, giả sử chúng ta có cái hình này, chúng ta có thể nối thêm bằng cách là ta bấm P vào đây. Đó, nó tạo ra các đường nét đấy. Giả sử cái hình này chẳng hạn, tôi có thể cho nó nhỏ đấy chẳng hạn, hoặc là tôi có thể uốn nó, ta có thể uốn nó đúng không ạ? Thì chúng ta hoàn toàn được cái đường nét như thế này và sử dụng bằng cái công cụ brush. Đó. Và cái cô gái chúng ta đẩy vào thì tùy các bạn, có thể đẩy cái cô gái nào cũng được thì tùy các bạn. Chúng ta có thể vận dụng vào nó. Giả sử như là đây, kéo cái cô gái vào này. Và chúng ta có thể bỏ cái hình cũ này đi được rồi. Chúng ta bấm vào lốc rồi ta bỏ cái hình đi. Và ta hoàn toàn có thể vẽ được đường nét, bởi vì bài hôm nay của chúng ta là bài học về đường nét. Và cái hình này bây giờ ta được cái hình như trên, ta sẽ chọn nó này. Cái hình như trên thì bây giờ ta có thể ta tạo xong rồi này, thì các bạn có thể vào, bây giờ tôi đổ màu cái nhé, tôi đổ một cái màu bất kỳ, ta đo lấy ảnh cô gái này, ta đo màu, đo chỗ nào đậm đậm một tí đấy, thì ta có cái hình như trên này, này. Rồi
Vậy thì cái cô gái này, cái hình đường nét này ta sẽ phải expand nó, chuyển nó về đối tượng thường đúng không ạ? Và hoàn toàn đến bây giờ thì các bạn có thể gộp nó là một lớp. Bấm vào đây cho nó liền mạch. Và bây giờ các bạn có thể đổ nó một cái màu gì cũng được, màu da cũng được đúng không ạ? Đó, ví dụ thế thì chúng ta có cái đường nét ở trên này. Và bây giờ chúng ta bấm vào Power Clip, chúng ta tạo cái cô gái này, cắt cái cô gái này đi. Đây, cắt cái cô gái này đi. Bỏ cái phần viền nhá. Ngày xưa mà làm được cái hình như này thì được khen lắm, đặc biệt mấy cái đường nét này này. Chúng ta có thể là thiết kế cho cái dòng sản phẩm một spa, hay là có thể là thiết kế cho chính cái khách, các cái khách sạn mà kiểu nó hơi 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 phát một tí nhá, thì chúng ta có thể sử dụng những cái đường nét này này, cái kiểu nó hơi cổ một tí đó. Thì tạo các đường nét này, quan trọng là chúng ta biết cái phương pháp làm thì đấy. Và giả sử như này, còn cái phần nội dung thì tôi sẽ đưa vào nhân đưa mẫu vào thôi. Cái phần nội dung người ta sẽ đưa mẫu nó vào như thế, bỏ qua cái phần này đi. Rồi, ta lấy cái cụm thông tin ta đưa vào. Tôi đỡ làm lại phần text cho nó nhanh. Đấy, giả sử chúng ta hoàn toàn có cái cụm thông tin này, thay vì spa là cái gì khác nữa chẳng hạn, tùy các bạn. Hoặc cái này có thể cho to ra nhé. Thì áp dụng từ ngày nào đến ngày nào thì có thể bây giờ với cái nền này có thể cho nó trắng nhỉ. Cái opacity chúng ta có thể tăng lên một chút, vừa rồi chúng ta đã để nó nhỏ. Thì các bạn có thể thoải mái làm cái hình này chẳng hạn, nó rõ quá đúng không ạ, giảm opacity nó xuống. Cái chỗ này thì chúng ta phải cắt rõ hơn một tí, cắt mềm hơn một tí. Thì đấy là cái cách của chúng ta có thể tách nền và làm nó hiệu quả, có thể sử dụng được những cái công cụ cơ bản để tạo nên nhé. Bây giờ sẽ cái hình này thì tôi cũng sẽ xuất cái file ra, export ra. Bây giờ trong hai cái trang này này các bạn làm nhé, chúng ta làm trên một thiết, trên một bản thiết kế có hai trang thì chúng ta sẽ bấm vào đây, chúng ta chọn từng trang một. Ví dụ đây là trang 2, tôi xuất mỗi trang 2 thôi nhé. Có nhiều bạn là xuất file chưa biết cái phần công cụ này. Tất nhiên có những bạn biết rồi thì đúng là múa rìu qua mắt thợ, nhưng những bạn chưa biết thì tôi sẽ nhắc lại. Chúng ta xuất một cái file nào đó, ta chọn từng trang một thì ta bấm cái phần nó ra này, cái phần số trang này nhé. Giả sử tôi để này. Và tôi cũng sẽ để độ phân giải nó 300 chẳng hạn. Đấy, cái phần lý thuyết của cái một số cái công cụ, có cái chức năng của chúng ta. Cái đường nét vừa giờ, cái phần brush thì các bạn làm là thành thạo chưa? Thầy ơi, cho thời gian thực hành đã tầm 10-15 phút, có gì không hiểu ngoài lại. Rồi, ok, các bạn